Em lén em lượn điện thoại đâu em gọi về gia đình đúng không? Thôi đừng gọi về cho bố mẹ nữa. Bây giờ mới phạt em nè, nghe nói trong 4 tháng chương trình cấm không có cho gọi điện thoại về gia đình khóc lóc. Em lén em lượn điện thoại đâu em gọi về gia đình đúng không? Nope. Em gọi em nói gì mà bố mẹ bảo không được gọi về nữa, gia đình đang yên ấm xin con đừng gọi về. Không được gọi về nữa, gia đình đang yên ấm xin con đừng gọi về. Em nói cái gì mà bố là không chịu nghe điện thoại vậy? Thôi nhớ bố mẹ quá nên là gọi 2 lần. Thế là lần thứ 3 gọi không được. Thì bố mẹ gửi một cái thư trên thực đấy. Thì bảo là con đừng gọi về cho bố mẹ nữa. Con đừng gọi về cho bố mẹ nữa. Các chị đang tưởng gọi về cho bố mẹ xin tiền. Tham lam. Nhưng mà đâu có xin tiền đâu đúng không? Vâng. Hỏi các bố mẹ ơi, tụi con lâu lâu gọi về nhắn tin hỏi thăm thôi chứ đâu có xin tiền, nhưng mà nếu có thì cứ cho tụi con. Rồi bây giờ hỏi thiệt nữa nè, trước đó khi bước vào ngôi nhà chung có người yêu không? Em đang ế. Em đang ế. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi nè. À vậy thì sau ngôi nhà chung này em đã có crush say nắng hay chưa, hay là có muốn chia sẻ với mọi người về tình cảm của mình không? Tôi chưa nhìn thấy trường hợp này bao giờ. Trong cuộc sống ấy, em quý nhất một người thì sẽ là chị mình. Tại vì là kiểu em thích những người mét, cô gái mét 52 này, tính cách của chị ấy là hợp. Thế là em cũng quý chị ấy. Mặc dù là mặc dù chị lớn tuổi hơn em. Chị lớn tuổi hơn em. À, cái gì mình sẽ bí mật đúng không? Chị chỉ hỏi là có hay không thôi. Đúng còn là có chia sẻ hay không thôi. Thì nói sau. Xin phép từ chối có nghĩa là có rồi à. Có. Cái sao vô tư là có. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.